người ta thống kê nha, thống kê OT học kỳ một này tìm trung bình, thì cái trung bình cái này trước ha, 6,5 với 7, 6,5 2 nha, 6,5 2 nha, 6,75 bạn vậy là 7 phít cộng 7,5 chia 2. Thầy Lâm này vậy sẽ bằng là 6,75 8 thôi, bằng là 8 cộng 7,25 6 cộng 7,25 3. Tất cả chia cho bao nhiêu cái hả? 8 6 máy nha. Sau khi bấm máy ngang này bằng 5. Giờ cái mốt mốt đây có cái cục mốt ha. Đây, cái mốt này à, nhóm này, cái nhóm mà chứa có nhiều cái tần số nhất à. Nhất ở đây tần số nhất là 24 lần ha, nhất là 24 à, nó là 24 là sao, này là cái đó là 8 này là xảy ra cái theo phương pháp này thì cũng bò 8 n n của bò, n của bò 24, cái n ngay cái chỗ vị trí đó, cái n của trừ 1 là lùi lại lại 24 16 nào của mà cộng lên xíu ráp dụng thế này thôi. UM 8 cho là bằng cái là 16 là cho cái và nhân hai cái ô với nhau máy thì cái mốt của mình là 8,24 là đây cái điểm mà dễ dễ gặp nhất ha, điểm dễ gặp nhất trong cái lớp. Rồi, đó xong. Mốt. Rồi, xong mốt một qua số tướng phân vị. Rồi, số tướng phân vị thì tính cái Q2 trước.
Đây, hai nó công thức này. Hai không này? Hai. Cóp này xuống. Hai nha, hai là ME trung vị luôn. Đây muốn tìm được B2 à, để mình coi cái ấy là nhiêu ha, cái mẫu của mình là nhiêu chứ nha. Mẫu của mình là N là bằng 8 cộng 6 N này trước đây. Cái N này là nó bằng 82 nha. Cái trung vị, đây là cái ít mấy đây ha, thì 82 chỗ này là này đi, là ít một đến tám, này là một đến tám chín, hai này là này luôn. Cái đầu tiên 6 đến 5 đến 7 là nó có 8 cái, tức là x1 cái tiếp theo là 7 cho đến 7.5 9 ha. Đây có 10 cái 18 9 đến 18. Theo có 6 cái. 6 34. Đây 82, 82 thì nó bốn mấy. Vậy nó rơi vào cái kia ha. Cái ít ha. 8 35. 4 cái luôn. Thì cái ở đây là cái mẫu của nó là 82, cái mẫu của nó là 82 luôn, thì cái giữa của nó cỡ bốn mươi mấy, 41, 42 đó đúng không, thì nó rơi vào đây, thì vậy là nó rơi đúng vào chỗ này rồi, B2 á, hai rơi đúng đây. Đây áp dụng cho cái này không, cho cái này áp dụng cho công thức này thì N là trong lúc đây là số mẫu mình là cái nhóm 8 tần số của nhóm N là M, M là C C là mấy cái n cộng mấy cái n trước lại nha, trước cái nm 8 8 6 thấy không, 1 2 8 cộng 6 c rồi thế dùng thức thôi. Hai này thay vì hai này gọi trung vị luôn, m của mình đây là m là 8 8.
cho NM, nhân cho hai cái ô trừ nhau. Ok, thứ nhất là hai quy hai, hai với quy một. À đây là quy một, đây quy một, quy hai, quy đây là. À, quy một là một ở giữa là nhiều, giữa là cái phần từ cái nhóm này ra là nha. Dưới đây thì 82 thì bốn mươi mấy ha, bốn mấy chia ra thành hai mấy ha, mấy thì cái chỗ này ha, cái 7,5 đến 8, 8 là cái nhất là ở chỗ này nè, chứa hai mấy ở giữa, từ cái giữa đầu tiên là 20, 20 mấy, cái giữa này là ở giữa đầu tiên là 40 mấy, thì giữa ra là hai mấy, hai mấy cái nằm đây này này áp dụng đây. Cái nhóm sẽ là một nha, là tần số, đây là NM, C. Đây là mấy cái trước ha, cái trước 16 là 8 luôn. Ok, mình thay vô đây thôi. Thì ra M là 7,5. Nào à, nào là vẫn là cái tần số của nhóm, tần số chung ha. Hai cái u này chia nhau, cái u này nhau là 1,5. Máy nó ra 7, 7, 58. Quy còn lại là 3. 3 tính đây. 3 nó 1. Rồi, giờ ở đây là 20. Giữa giữa khoảng 20 thì cái tiếp theo nó khoảng là 82, tiếp theo nó khoảng 6 mấy, tiếp theo nó 6 mấy thì đây tiếp theo là 8, 8,5 đến 9. Đây 13. 13. Bảy mấy đó, vậy thì cái quy ba nó nằm ở giữa cái chỗ này không, giữa cái này luôn, ba ở chỗ này nằm chín, nó chứa khoảng sáu mấy đó. Tại vì cái nợ mình là 82 thì cái giữa 82 là 4,42 đó, tiếp theo cái quy ba là giữa cái 4,42 với 82 là có sáu mấy đó. Này là sáu mấy đó.
theo thức này bù là đây tần số này ta đây đây là tất cả các ấy luôn tám tần số tám đáp vô này ui đây là nó thích không nào đây cái nào đây vẫn là nào chung chay cái này trừ nhau là thấp cái này nó ra 8.63